Ok, xin chào tất cả các em, và hôm nay thầy cùng trở lại với các bạn về một cái chủ đề cũng khá là hấp dẫn, đó là 10 cái trang website và giúp cho chúng ta tải các cái tài liệu miễn phí để phục vụ cho cái việc học tập, giải trí, nghiên cứu, v.v. Nhắc đến chủ đề này thì mình lại nhớ đến cái thời kỳ khi còn là một cái cậu bé nhỏ như thế này, khi mà muốn đọc một cái sách gì thì thường hay đến các cái tiệm mà người ta cho thuê truyện tranh hoặc là tiểu thuyết, sau đó là rồi vào thuê đọc, có thể đọc ngay trong đó hoặc là mang về nhà. Rồi khi lớn hơn chút xíu nữa thì mình đi học ở đại học, ở trường đại học sư phạm Quy Nhơn á, thì ở đó nó có một cái thư viện lớn lắm, nó nguyên của một cái tòa nhà màu vàng của thời Pháp Pháp để lại, và cái thư viện nó rất là nhiều sách, và khi muốn đọc sách thì mình phải đi thật sớm, để mà được vào trong cái thư viện đó, rồi đưa thẻ sinh viên, rồi người ta cho mình mượn sách và ở lại trong cái thư viện đó và đọc sách. Tuy nhiên đến thời điểm này thì với cái sự phát triển của khoa học công nghệ thì các bạn không phải mất nhiều cái thời gian giống như ngày xưa thời của thầy để mà đọc được sách. Bây giờ chúng ta có rất nhiều cái cách đọc sách, và đặc biệt là có rất nhiều các cái trang tải sách miễn phí. Thì thầy sẽ giới thiệu 10 cái trang tải sách miễn phí cực kỳ hay, nhưng bật mí một xíu là phần lớn là các sách về tiếng Anh là nhiều, ngôn ngữ tiếng Anh, và tất cả 10 trang này là những cái trang mà mình đã sử dụng và được tích hợp từ rất nhiều trong quá trình giảng dạy cũng như quá trình nghiên cứu của mình. Khi mình chia sẻ thì mình cũng sẽ giới thiệu sơ lược về các lịch sử hình thành của các trang này để cho các bạn có thêm cái hiểu biết về các cái trang đó. Như mình đã nói, đọc sách luôn là một cái thói quen rất là có ích cho mỗi chúng ta, vì đọc sách có thể làm cho chúng ta tăng trí nhớ, tăng sự hoạt động của não, cung cấp kiến thức, mở rộng vốn từ và luyện cái kỹ năng critical thinking, thì kỹ năng tôi cũng đã có nói với các bạn trong một cái bài nói chuyện ở hôm trước. Đặc biệt đọc sách giúp chúng ta tăng cái kỹ năng tập trung, kỹ năng viết, và đặc biệt tăng cho chúng ta, làm cho chúng ta đạt được sự tĩnh tâm. Nếu các chị đọc sách thì các chị sẽ tìm thấy cái điều này. Như vậy chúng ta không 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 mất thời gian của các anh chị nữa, các anh chị có thể quan sát ngay các cái trang mà các anh chị có thể tải sách được. Đó, thứ nhất cho các bạn đó là cái trang G-Library. Thì cái trang này nó có cái tên cũ đó là Bookfinder. Nó là một cái thư viện mà sách điện tử miễn phí. Nó lưu đến khoảng hơn 8 triệu đầu sách và hơn 84 triệu các cái bài báo tạp chí, và ở đây nó có ba cái mức cho các bạn truy cập. Cái mức thứ nhất là bạn là cái tài khoản thông thường, tức là guest, không đăng ký gì cả, thì các anh chị được quyền tải khoảng 5 tài liệu, tối đa 5 tài liệu. Nếu các anh chị đăng ký thành viên với họ thì các anh chị sẽ tải được 10 tài liệu trong một ngày. Nếu không đăng ký thì 5 tài liệu trên một ngày, còn nếu đăng ký thì 10 thành viên trên một ngày. Nếu các anh chị có nhu cầu tải hơn nữa thì các anh chị buộc phải donate cho cái trang này khoảng 5 đô, thì khoảng được 30 tài liệu một ngày. Còn số tiền donate càng nhiều hơn thì nó sẽ là nhiều cái lượt tải hơn. Nếu các anh chị dùng các địa chỉ IP khác thì các anh chị vẫn có thể hack được, các anh chị có thể tải thêm nhiều hơn. Tuy nhiên thì đối với một bạn mà cái nhu cầu tải khoảng 10 cuốn sách một ngày cũng khá là nhiều rồi, cho nên thấy cũng khá là ổn. Đây là cái giao diện mà các anh chị có thể nhìn thấy được. Nếu các anh chị muốn tải sách thì các anh chị click vào đây, chữ book, và nếu các anh chị muốn tải cái bài báo thì các anh chị click vào từ article. Cái trang thứ hai mà thầy muốn các bạn truy cập để mà tải sách đó là cái trang cũng có một cái tên rất là dễ nhớ, đó là cái trang tên là manybooks.net. Thì cái trang Manybooks này được thành lập vào năm 2014, là một cái thư viện kỹ thuật số sách miễn phí cho người dùng. Tại sao thầy subscribe cái trang này là cái vị trí thứ hai? Tại vì cái tên gọi của nó rất là ấn tượng và rất là dễ nhớ. Và cái trang này là cái trang điện tử được lấy từ cái kho lưu trữ của Project Gutenberg, chuyên về các sách khoa học. Xíu nữa thầy sẽ nói thêm về cái Project Gutenberg này như thế nào cho các anh chị rõ hơn. Thì nó thành lập vào năm 2000, trang Manybooks này thành lập vào năm 2004.
Thì đến nay thì hơn 16 năm rồi, thì Manybook nó đã phát triển một cái nền tảng cực kỳ là tốt, rất dễ download, rất dễ download, là cái nền tảng của họ đây, các chị có thể nhìn thấy. Thì họ hiện nay họ cũng đã cung cấp cho các cái tác giả mà tự xuất bản á, gọi là open access á, họ được quyền đưa các cái sách hoặc là cái bài báo của mình lên ở trên cái trang này, miễn là các cái sách và bài báo đó đáp ứng được các cái tiêu chuẩn mà Manybooks đưa ra. Cái trang thứ ba mà thầy giới thiệu cho các em, trang thứ ba mà thầy giới thiệu cho các em đó là cái trang Overdrive, cũng là một cái trang mà có cái tên cực kỳ dễ nhớ hả. Trong ngày hôm nay thì thầy chọn một số cái trang mà các anh chị có thể là dễ nhớ, từ Over là nhiều hơn đúng không, Drive tức là lưu trữ. Có cả xong là các anh chị mà không có xem cái clip của thầy, các anh chị vẫn có thể là tự nhớ và đánh trên Google là tìm cái đường dẫn của Overdrive được, hoặc là Manybooks được, đúng không ạ? Các anh chị có thể tìm lại được những cái thông tin đó. Thì cái trang này được thành lập vào năm 1986. Ban đầu thì nó dùng để chuyển đổi các cái tín hiệu analog sang tín hiệu số, kỹ thuật số, lỗi kỹ thuật số. Thì đến năm 2000 thì cái công ty này mở thêm một cái mảng nữa là lưu trữ trực tuyến, tức là content reserver. Và 2012 thì họ nâng cấp lên rất nhiều cái dịch vụ khác, trong đó đặc biệt là có Overdrive Reach, tức là cái nền tảng đọc của Overdrive. Cũng trong năm 2012 thì họ có phối hợp với Nokia, cái hãng điện thoại Nokia. Tại thời điểm này là Nokia đã bắt tay với lại là Microsoft rồi. Đấy, Microsoft, và họ ra cái điện thoại là Nokia Phone Lumia, nếu thầy nhớ không 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 lầm là như vậy. Thì cái tức là nó có các cái dòng là Windows Phone á, Lumia là 900, 800, 701, 601 của Nokia, trên nền tảng Nokia. Những cái điện thoại cảm ứng này dùng cái trình duyệt, xin lỗi, dùng cái phần mềm là Overdrive Reach đỡ mà đọc tất cả các sách miễn phí này. Đây là cái rất là hay trên cái điện thoại này. Tuy nhiên đến nay thì Nokia không còn tồn tại nữa, cái điện thoại này không còn tồn tại nữa. Có một điều nữa của cái Overdrive đó là các cái thông tin về 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 cái tên gọi, và tại vì cái tên này rất là hay, cho nên dù dù cái Overdrive này đã thay đổi qua rất nhiều chủ, tuy nhiên nó vẫn giữ cái tên Overdrive này. Tại như các bạn biết là năm 2014 á, Overdrive nó đặt trụ sở ở Cleveland, Gatfield của bang Ohio. Nhưng đến năm 2015 thì Rakuten mua lại Overdrive với giá là 410 triệu đô la. Nhưng họ không đổi tên, vẫn giữ luôn giám đốc điều hành là Stable Potts, giữ luôn. Đấy. Và đến năm 2019 thì Rakuten này mới bán cho, Rakuten là của Nhật thì phải, mới bán cho bán cái Overdrive này là cho KKR. Tại thời điểm mà họ bán năm 2000 á, bán thành công năm 2000 á, là cái tỷ lệ lợi nhuận ghi nhận của họ là hơn 365,6 triệu đô la lợi nhuận trong cái quý đầu tiên của năm 2000. Cho nên là vì chính vì cái chính sách mà họ giữ lại cái tên này nó rất là hay. Đấy. Và đặc biệt năm 2021 thì họ đã thâu tóm được luôn cái nền tảng là Kornebi, một cái nền tảng mà phát video trực tuyến. Đấy, cho nên Overdrive này có rất nhiều sách mà các chị có thể tìm kiếm được, và sau này thì có rất nhiều cái nền tảng giải trí khác cùng trên cái Overdrive này. Chúng ta sang một cái trang thứ tư, đó là trang Project Gutenberg. Đấy, Project Gutenberg thì cái trang này là một cái trang có thể coi là khá lâu đời. Năm 2021 này thì nó là kỷ niệm là 50 năm mà cái sách điện tử, tức là thành lập từ năm 1971 và đến năm 2021 là nhiêu, 50 năm, 20 năm, 50 năm. Nó không cần nhiều ứng dụng gì đặc biệt cả, cứ mở vào là đọc được ngay. Đấy, Gutenberg, tại vì nó có từ này rất lâu đời rồi, cho nên cái này, điều này nó còn như là nó tích hợp trong các cái trang web để mà đọc miễn phí được sách. Các anh chị có thể tải xuống ở rất nhiều nền tảng, và đặc biệt là
Nó hiện đại đến mức độ là nó cho các anh chị tìm kiếm dựa theo tên tác giả, theo tiêu đề, theo chủ đề, theo ngôn ngữ, theo loại hình, vân vân. Hoặc là nó liệt kê cho chúng ta rất tiện ích như là các cái sách mà thường xuyên tải xuống, rồi các cái sách mà tiện ích theo chủ đề, các sách mà xem gần đây, đấy, vân vân. Cũng có một cái đây là cái trang của họ này, trang của họ canh trực hiện tại họ sắp xếp cũng rất là khoa học, thầy rất thích cái trang này. Và đây có một cái điều nữa là vì cái trang này nó thành lập rất là lâu đời rồi, cho nên những cái nền tảng mà phía sau á, đi theo sau á, họ thường hay vào cái trang này để họ lấy cái tài liệu về họ xây dựng cho trang của họ. Cho nên trên cái trang web, trên cái điều khoản mà sử dụng dịch vụ của cái project Gutenberg này, họ họ nói rằng là cái trang này chỉ sử dụng cho con người thôi. Còn cái việc mà sử dụng các công cụ tự động như AI để truy cập vào trang và để download tài liệu thì trang sẽ kích hoạt cái hệ thống chặn cái tài liệu này. Nhưng chặn được hay không thì không biết, nhưng mà họ vẫn vẫn để lên như vậy. Cái trang tiếp theo, trang số 5 mà thầy muốn nói với các em đó là trang SCI Hub. Trang này là một trang cực kỳ đặc biệt, cực kỳ hay. Những trang trang trước đây thì các anh chị có thể tải được các cái tài liệu là miễn phí, đúng không ạ? Nhưng đối với cái trang này, trang số 5 này là tải được cái tài liệu có tính phí. Đấy. Cái người sáng lập của cái trang này cũng 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 khá là đặc biệt. Khi thành lập mà cái trang này á, là cái cơ duyên mà của cái cô gọi là Alexandra Elbakan, khi thành lập trang này là khi đấy là cô ấy là sinh viên năm cuối năm 2009, cô ấy là sinh viên năm cuối của cái trường đại học công nghệ thông tin, cô học cái ngành công nghệ thông tin của một cái trường đại học tên là Almaty ở vùng Kazakhstan. Thì cái năm cuối phải làm một cái đồ án tốt nghiệp, tuy nhiên lại là cô ấy không tra được các cái tài liệu mà có tính phí. Thì vì cô ta là học cái ngành công nghệ thông tin, cho nên là cô ấy mới mới tìm cách lách cái dịch vụ tính phí của nhà xuất bản, và sau này rất nhiều người nhờ cô ấy lách dùm giống như vậy và có gửi thư cảm ơn. Thì đến sau 2 năm, thì đến năm 2011 thì cô ấy quyết định là đưa cái trang là SCI Hub này, cho SCI Hub này thành một cái trang tự động luôn cho cái quá trình mà người ta có thể là vào tải được tài liệu. Đối với một tài liệu mà cần tải thì tại vì các tài liệu tính phí thì nó luôn luôn có cái chỉ số định danh là DOI. DOI này có nghĩa là Digital Object Identifier, là chỉ số định danh trên không gian mạng. Trên không gian mạng hoặc là kỹ thuật số đó. Thì khi các anh chị gõ vào cái chuỗi mà gọi là cái đường dẫn của DOI này thì các anh chị bấm vào thì có thể tải ngay. Đây là một số hình ảnh của cái cô này để các anh chị có thể nhìn thấy được. Riêng cái trang mà SCI Hub này thì nó vướng rất nhiều cái vụ kiện về bản quyền, đặc biệt của Elixir thì họ kiện vì cái trang này nó sẽ không truy cập được ở Mỹ. Vì Mỹ nó có cái lực cái bảo vệ về cái bản tác quyền rất là lớn, Mỹ Anh. Tuy nhiên nó lại rất phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, tức là những nước đang phát triển. Và thực sự mà nói thì trong quá trình làm nghiên cứu của mình thì mình rất biết ơn cái cô này, Alexander Evercan này. Thì bởi lẽ có những cái tài liệu là các cái bài báo hoặc là các cái tạp chí, các cái bài báo thì nó thường từ 35 đô trở lên không à, không có bài nào dưới cả. Hoặc là các quyển sách thì nó nằm khoảng chừng tầm là 100 đô hoặc là 200 đô, thậm chí 300-400 đô cũng có nữa. Và mình cũng không đủ tiền để mà mình mua hết. Nếu như không có cái trang của cái cô này thì chắc chắn mình cũng sẽ không có thể tiệm cận được với các cái bài báo quốc tế mà như vậy. Cho nên có hai cái luồng dư luận mà đánh giá về cô này. Người thì nói là Alexandra Evercan này là một cái người gọi là kẻ cướp bài báo quốc tế. Đấy, tại vì người ta đứng về cái quan điểm là bảo vệ cái bản quyền. Còn có những cái người ở các cái nhà nghiên cứu mà ở các cái quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, vân vân, thì người ta coi cô này giống như là một cái Robin Hood trong khoa học. Đấy, có hai cái quan điểm. Và cô này cũng bị truy lùng rất là gắt gao. Đấy, truy lùng rất là gắt gao.
ở một số quốc gia. Và nói chung đây là một cái hiện tượng cực kỳ là hay, tức là từ thời sinh viên cô ấy đã hát được rồi. Và năm 2016, mình nhớ không lầm, năm 2016 thì cô này được mệnh danh là một trong 10 cái nhà khoa học xuất sắc ở lĩnh vực của cô ta, ở cho tạp chí Nature bình chọn, và ở lĩnh vực của cô ta là lĩnh vực công nghệ thông tin. Cũng nhân đây thì mình chia sẻ một cái câu chuyện là năm 2018, 19 gì đó, ở trung tâm ngoại ngữ có một cái trang gọi là cái trang platform cho làm bài tập cho sinh viên của tại trường Đại học Công nghiệp Thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong đó có sinh viên tiếng Anh không chuyên cho sinh viên ngành công nghệ thông tin cũng cũng học ở trong trường luôn. Thì thay vì các bạn ngành công nghệ thông tin các bạn vào các bạn làm bài, các bạn không không vào làm bài, mà các bạn vào các bạn hack cái trang đó và đỡ đạt điểm tối đa cái trang luôn, cho điểm tối đa trang luôn. Và sau khi rà soát lại thì mới phát hiện ra là có các bạn đã vào hack được cái trang này, cho nên là cái sinh viên của ngành công nghệ thông tin cũng có nhiều cái điều rất là gọi là lý thú hấp dẫn, đúng không ạ? Một cái trang nữa đó là cái trang Library Genesis. Cái trang này gọi là cái trang mà cũng giống như cái trang SCI Hub. Đấy, Library Genesis này gọi là Clipson, là một cái trang mà nó chia sẻ các cái tệp về cả PDF về các bài báo học thuật, sách học thuật, các sách phổ thông, thậm chí là truyện tranh, sách nói hoặc là tạp chí vân vân. Và cái trang này cho phép truy cập vào các cái tài liệu có tính phí. Nếu không tính phí ta truy cập các tài liệu khác rồi nhé, ở các trang khác nhé. Ở đây nó tập trung là có tính phí. Và đặc biệt của cái trang này là đến giờ thầy cũng khó hiểu là nó truy cập được hai cái nguồn cổng thông tin của ScienceDirect và Elsevier. Không hiểu tại sao họ giỏi như vậy, nhưng mà nó truy cập được vào hai cái này và đã lấy. Mặc dù hai trang này nếu như mà một mình vào bình thường mình đọc thì mình phải tốn tiền rất là nhiều, giống như thầy nói một bài báo hoặc là một cuốn sách có thể là từ 37 đô, 35 đô trở lên không à. Thì cái trang mà Clashing thì nó có cái nguồn gốc từ Liên Xô năm 1980, và nó hình thành từ cái văn hóa gọi là Semistech, tức là cái văn hóa ngầm ở bất hợp pháp ở Liên Xô đó, đến năm 1990, thời kỳ của Gorbachev kiểm duyệt rất là chặt. Chính vì vậy thì khi khi các cái thủ thư đó, họ họ truy cập được các cái tài liệu ở các cái trường đại học, đặc biệt các trường ở phương Tây, thì họ download các cái tài liệu đó về, họ scan các cái sách, họ đưa lên cái mạng gọi là RuNet, từ Russia Net. Thì chính đây là những cái tiền đề đầu tiên đã hình thành nên cái trang này. Nó có một điều đặc biệt nữa là đến năm 2000, cái trang này vẫn vẫn đang bị là bất hợp pháp ở một số nước ở phương Tây nha, nhưng ở Nga thì ok không sao. Thì đến năm 2000 á, thì với cái sự cái nhà sáng lập của trang này có mâu thuẫn với các cái thành viên khác, và họ ra, anh là anh ra anh cũng cũng lập một cái trang mới, đó là trang Libsyn.fun, cũng có thể tra tài liệu giống như vậy. Một cái trang tiếp đến đó là cái trang số 7 mà thầy muốn giới thiệu với các em, là trang Senseless. Đấy, Senseless. Trang Senseless Book đấy, đây 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 ảnh đó là cái tên, thầy quay lại cái tên cho các chị xem. Đó, Senseless Book, chữ Sen có S nha các chị. Tức là tạm dịch sang tiếng Việt là cái trang tài sách không đồng đi. Đấy, Senseless Book. Trang mà senselessbooks.com này này là một cái trang cũng rất là dễ nhớ, các anh chị có thể nhớ là gọi là tại sách không đồng đi, trang sách không đồng. Thì cái trang này lại là một cái trang hoàn toàn miễn phí nhưng lại là hợp pháp. Nó hay là chỗ này, ở trang số 7 là thầy khuyến khích các anh chị. Nếu các anh chị có các thiết bị cầm tay thì các anh chị có thể truy cập ở trên cái trang Amazon và vào xin lỗi, truy cập ở cái senselessbook này để mà các chị tải sách về. Thì và những cái sách ở trong cái trang này là nằm ở đâu? Đây là những sách mà miễn phí trên cái nền tảng của cái trang Amazon. Cho nên các anh chị tải về nó vẫn bấm vào cái nút là mua hàng, nhưng mà mua hàng với giá không đồng. Cho nên nó tải về máy của các anh chị và nó thiết lập một cách là không đồng.
nó tập hợp những cái quyển sách không đồng ở trên cái Amazon này, đã đưa về ở cái trang là Seller's Books đấy, cho nên là các anh chị tải một cách hợp pháp. Đây là một cái trang web mà gọi là có đi kèm các ứng dụng đọc đấy, trên Kindle hoặc là trên Google Play đấy, cũng khá là thú vị hả. Rồi, cái trang mà thứ tám mà thầy muốn giới thiệu với các em đó là cái trang openlibrary.org này, đúng không ạ? Đây là một cái thư viện mở, là một cái thư viện trực tuyến, nó cũng tuân thủ theo giống như là một cái thư viện bình thường của mình đó. Nó có một cái điều đặc biệt. Một khi mà bạn đã mượn sách ở thư viện mở này thì người khác sẽ không được mượn, không mượn được nữa, xin lỗi, không mượn được nữa, không mượn được cái cuốn sách đó nữa, trừ khi bạn trả lại cái quyển sách này. Và nó có hoạt động giống như là một cái thư viện, đây là một cái điều đặc biệt. Đúng ra thì thầy khi mà lựa chọn những cái trang web đưa vào để các anh chị tải sách á, thì thầy cũng tính là không chọn cái trang này đâu. Tuy nhiên vì có một lần thầy vào và thầy thấy cái điều đặc biệt này thì thầy mới nghĩ đến là nên đưa vào để các bạn, ít gì các bạn cũng cũng tương tác, để các bạn hiểu được cái thư viện số với mà nó có cái mô hình từ cái thư viện bình thường của ta, thư viện truyền thống của chúng ta. Có nghĩa là một khi mình đã mượn thì người khác sẽ không không đọc được cái cuốn sách đó nữa, vì nó không có trong cuốn sách nữa, mà nó rất nhiều đầu sách, hơn cả triệu cái đầu sách như vậy. Nhưng đây là một cái nguyên tắc nghiêm ngặt, và mình sẽ rất là ngạc nhiên khi mà mình đã mượn trực tuyến thì người khác không 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 mượn được, để nó giả lập giống như là một cái thư viện bình thường của chúng ta như vậy. Số lượng sách điện tử sẽ có là hơn 1 triệu đầu sách, rất là nhiều cái cuốn sách độc đáo ở rất nhiều cái thể loại khác nhau trong cuộc sống. Đấy. Và thầy cũng muốn là các em có thể là truy cập vào, đây là cái giao diện của cái trang này, và các em có thể nhìn cái giao diện của trang này, và nó sắp xếp cũng rất là ngăn nắp nhá, sắp xếp rất là ngăn nắp và cũng rất là bắt mắt nữa. Cái trang thứ 9 mà các em cũng cần biết đó là trang free chat ebooks .net. Thì cái trang này là một cái trang tải sách, và cái giao diện của nó khá là đơn giản, và nó cũng thống kê tất cả các cái sách để cho các anh chị rất là dễ tìm kiếm. Cái trang này thì các anh chị có thể tải nhanh được. Cái trang thứ 10 là cái trang ebook3000.com. Thì cái trang này là nó bán quảng cáo rất là nhiều. Chính vì vậy nếu như các anh chị mới lần đầu và vào cái trang này thì các anh chị cũng sẽ rất là khó chịu, vì cứ mỗi cái click các anh chị vào thì nó sẽ bùng ra một cái trang quảng cáo. Đôi lúc nếu như nó cũng quảng cáo rất nhiều loại mặt hàng, từ quần dép giày áo vân vân, đồ trang sức vân vân, tất cả, nhưng có những cái đồ nó quảng cáo có thể cũng có thể coi là nhạy cảm nữa, cho nên thì nếu như mà tìm sách mà không có ở các trang trước đó thì mới vào trang này, và khi mà tìm được cuốn sách rồi khi click vào download xuống và tiếp tục hiện ra quảng cáo nữa, thì cái trang ebook 3000 này nó cũng có cái hay, nhưng mà nó có một cái tệ, đó là nó thực hiện quảng cáo khá là nhiều. Trên đây là thầy cũng đã chia sẻ với các bạn về những cái trang tải sách, và như các bạn đã biết thì đọc sách luôn là một cái điều gì đó mà trong cái cuộc sống hiện đại bây giờ là chúng ta gần như là không 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 có dành nhiều thời gian cho nó nữa, và chúng ta chỉ đọc khi mà chúng ta cần thiết tìm kiếm hoặc là làm bài tập hoặc nghiên cứu hoặc là thực hiện một cái gì đó. Tuy nhiên thầy muốn nhắc với các bạn rằng là đọc sách nó ngoài cái việc mang lại cho chúng ta một cái tri thức, nó còn làm cho cái cuộc sống của các bạn trở nên có cái chiều sâu hơn, con người của bạn trở nên tĩnh tâm hơn. Rồi, hy vọng cái bài chia sẻ ngày hôm nay của thầy một phần nào đó giúp cho các bạn có được nhiều cái nguồn tư liệu để mà tiệm cận với cái việc mà tải sách và đọc sách.